Hôm nay mình sẽ chia sẻ món bún đậu mắm tôm nhé. Mùa hè này nóng này, mình sẽ làm cái món bún đậu mắm tôm. Trước tiên là chúng ta sẽ chiên đậu. Đậu thì các bạn chiên thật vàng lên nhé. Và giòn bên ngoài, bên trong thì ẩm. Thì ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Bạn cứ rán đậu cho thật là vàng lên. Sau đó mình sẽ chuyển sang mình làm nước chấm. Hôm nay bún đậu của mình ăn rất là đơn giản, có đậu và chả cốm và xúc xích thôi. Đây các bạn thấy khi mà đậu nó vàng ấy, chúng ta lật miếng đậu ấy. Đấy, nó phải giòn như vậy thì ăn mới ngon nhé. Chuẩn bị luôn rau thơm. Rau thơm ở đây thì chủ yếu là mình ăn kinh giới, rau ăn kèm với kinh giới, ăn kèm với rau húng ấy. Các loại rau thơm khác và thêm một quả dưa chuột nữa. Đậu thì để sang rau sống ra một chút vì cái đậu nó đang nóng ấy. Đậu rán giòn như vậy. Những cái món này thì chúng ta làm xong cái chúng ta ăn luôn nhé. Bây giờ mình rán các thứ khác. Hôm nay mình chỉ ăn chả cốm xúc xích. Mùa nóng này thỉnh thoảng thèm ăn những cái món đơn giản này thì mình làm mà rất là nhàn, chủ yếu cái công thức pha nước chấm đó, còn những cái này thì mua sẵn. Cái chả cốm mình thấy rán phải vàng lên như vậy ăn mà mới ngon các bạn nhé, màu sắc đã đẹp để ăn mà mới ngon. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và thái mỏng phòng mỏng. Bây giờ chúng ta bỏ ra cho nó ráo, chúng ta thái mỏng nhé. Rất là ngon luôn cái bún đậu này. Mình chuẩn bị cái suất bún đậu này cho 3 người ăn ở nhà mình ấy. Mới 20.000 chả cốm này, xúc xích 7.000 này, 50.000 tiền, 5.000 tiền tiền bún, 5.000 tiền đậu này, 3.000 dưa chuột này, 2.000 rau sống này. Tổng là khoảng 40.000 cho 3 người. Bây giờ dùng hành để chúng ta phi thơm lên với cái phần dầu ăn còn lại để chúng ta làm cái nước chấm bún đậu. Mình thì mình sẽ dùng là mắm tôm trưng, còn các bạn có thể dùng mắm tôm tươi, không cần phải trưng mắm lên nhé. Mỗi người có một cách ăn đấy. Với mình thì mình thích ăn mắm tôm chín cho nên mình sẽ trưng lên, còn bạn thông thường thì mọi người sẽ không cần trưng mắm tôm thì các bạn pha luôn trực tiếp, không cần trưng như mình. Và để cho mắm tôm nó ngon thì mình sẽ phi thơm hành tím. Bây giờ mình sẽ cho này, đây có 2 muỗng dầu ăn mình phi thơm với hành tím đây rồi. Các bạn không dùng hành tím thì các bạn có thể dùng tỏi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho mắm tôm. Mắm tôm thì mắm tôm đóng chai này. Mình sẽ cho 2 muỗng nhé. Mắm tôm này màu rất là đẹp luôn. Với cái phần mắm tôm này mình chỉ trưng trên chảo thôi. Còn tí nữa mình sẽ pha các loại gia vị khác vào, kèm theo đường, bột ngọt, các thứ. Đó, ớt, nước, các thứ mình sẽ pha sau. Còn đây mình chỉ trưng mắm tôm trước trên chảo. Và các bạn mà không trưng thì các bạn đổ thẳng dầu ăn vào mắm tôm. Và đây là mình muốn ăn mắm tôm chín nên mình sẽ trưng với nửa nhỏ. Cho mắm tôm chỉ sủi răm răm một chút. Trưng mắm tôm xong nhé, mình sẽ vét hết mắm tôm vào cái bát này nhé. Rồi mình đi pha nước chấm. Với 2 thìa mắm tôm này thì mình sẽ cho 4 thìa đường, 1 thìa bột ngọt. Vì mắm tôm này sao cho nhiều đường như vậy là vì để cho nó giảm cái độ mặn của nó đi. Thìa đường to này thì mình sẽ dùng 2 thìa thôi, 2 thìa đường to, 1 thìa rất là to. Đấy, và 1 thìa bột ngọt nhỏ, 1 thìa bột ngọt nhỏ thôi. Nước cốt chanh các bạn dùng cho mình nửa quả chanh là khoảng 50 ml ấy. Nước cốt chanh tươi, nửa quả chanh, bỏ hạt đi nhé. Đây, khoảng 50 ml nước cốt chanh. Rượu trắng các bạn cho mình 1 muỗng cà phê nhỏ thôi. Phải cho rượu trắng vào thì nó mới ngon nhé. À, nó cản mùi luôn. Cho thìa cà phê nhỏ, rượu trắng đừng cho nhiều, nó cách.
Bây giờ chúng ta cho thêm ớt vào. Đấy, mình không dùng tỏi mà mình dùng hành phi. Đấy, vẫn như nhau thôi. Vẫn là. Rồi bây giờ chúng ta trộn đều lên. Mình có được cái phần nước chấm siêu ngon rồi. Đây là mắm tôm trưng nhá, các bạn không trưng thì màu nó sẽ đẹp hơn, trưng thì màu nó sẽ sẫm hơn. Như vậy bày các món vào là xong luôn. Đây, vì là ăn cho cả gia đình ăn, có bé nhỏ có người lớn, thế nên mình dùng cả xúc xích nữa. Đấy, vì bé nhỏ rất là thích ăn xúc xích. Đây là bún đậu mắm tôm nhà làm. Tiếp đến cái này nó hơi đặc biệt vì đi du lịch về còn ít nem, cho ít nem vào. Nem chua đấy, ăn cùng cực ngon luôn. Các bạn thử xem. Đấy, chúng ta cho được bún vào. Bún là, nhớ lưu ý là bún ăn với cái bún đậu này nhá, thì phải gọi là bún con nhá. Người ta gọi là cái loại này là gọi là bún con đấy, hoặc là bún miếng đấy. Đây mình thêm vài lát dứa nó vào ăn cho nó đỡ ngấy. Và một cái loại nước cực kỳ ngon uống cùng cái này là uống nước trà đá hay là trà tắc đều ngon nhá. Hoặc là sữa đậu lành. Đấy, các bạn uống cùng. Và trà chanh các bạn uống cùng. Những cái loại nước nó có vị chua mát. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi pha thêm cái nước chấm để mình uống cùng. À, cái nước uống để mình uống cùng. Hôm nay mình quay rất là chi tiết nhé, để mình có một cái bữa bún đậu mắm tôm hoàn chỉnh. Rồi, bây giờ các bạn cho mình bạn đĩa chấm lên. Chanh để đây. Bạn nào thích ăn cay, ăn chua thì cho thêm vào. Bây giờ mình đi pha cái nước chấm để mình cái nước để mình uống cùng nhá. Đấy, nó gọi là nước ngọt. Đấy, còn cái bún đậu thì mình đã làm xong rồi ạ. Rất hấp dẫn luôn, có 40.000 rồi ạ. Đây là cái phần mình đã làm sẵn rồi này. Để qua một đêm này, đóng này, hoặc là 4 tiếng đóng này rồi. Bây giờ chúng ta lấy từng viên này ra một. Chúng ta cho vào cái cốc nước uống. Đây, chúng ta cho đây. Với cái cốc to như này thì mình sẽ dùng 2 viên này. Đấy. Và mình sẽ cho thêm đá và soda vào. Hoặc các bạn không thích uống soda thì các bạn cho nước lạnh vào. Khi mà ăn những cái đồ chiên, đồ rán hay là ăn bún đậu như này, mình cho vàng như vậy, cực ngon luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thưởng thức thôi. Đây, chúng ta quấy lên này. Chúng ta có một cốc này, trà này, cốc nước lạnh này, soda này, rất là ngon luôn. Và giờ mình đi thưởng thức thôi. Bây giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xong được cái phần bún đậu mắm tôm này, vừa ngon lại có cốc nước uống soda uống kèm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.